Congratulations. Yes. Và các anh chị ạ, như vậy là em đã được thành tích 8/11. Các anh chị có thể thấy ở trên màn hình 8/11 đây. Và em sẽ cố gắng làm thêm một vài show để được ao 5/10. Các anh chị biết làm sao không? Tại vì em muốn có một ao 5/10 để cho bố em vui. Vì ngày mai là sinh nhật của bố em rồi. Bố em vẫn còn chưa biết đâu. Let's go! Yes, 1/8 nữa các anh chị ạ. No. No. Yes. Ok. Nhờ cái skip vừa rồi mà em cảm thấy đỡ nóng nóng hẳn. Đồ, nó phải thế. 5 pha như này là em đạt được mục tiêu rồi. Đó. Trời ơi. Chưa bao giờ em giải Rubik mà em thấy nó hồ hộp như thế này. Vì đây là một món quà mà em tặng cho bố vào dịp sinh nhật mà. What? Yes. Vậy là hôm nay em đã tổng cộng có 4 pha đúng không? 3 pha sắp 9 rồi ấy. Những pha sắp 9 này mà liền nhau thì có vẻ tốt hơn không? Vọng đang đi đúng hướng các anh chị ạ. A few moments later. No, nói 11:20 giờ các anh chị ạ. Sự thoải mái nhất định, sự thoải mái nhất định. Mau ra đi.
Đúng rồi, 9:52. Thoải mái đâu rồi, thoải mái đâu rồi. Đúng rồi, đâu rồi, pha nữa xem coi. Rồi cố lên. Chết rồi. Không được làm khó. No. Các chị có thể thấy em đang toát hết cả mồ hôi các anh chị ạ. Để chờ cái thành tích này thôi cũng đã đủ mệt rồi. Yeah, các anh chị, áo 5-10, em phải đi bảo bố ngay. Và sau khi em báo cho bố mẹ thành tích này thì bố mẹ của em rất vui các anh chị ạ. Đặc biệt là bố, vì ngày mai là sinh nhật của bố của em rồi. Và em rất cảm ơn các anh chị đã xem video quà tặng sinh nhật của bố em. Đây cũng là cái video để khởi đầu mùa hè năm nay, vì mùa hè năm nay thì em cũng hơi bận. Và nếu các anh chị thấy hay thì các anh chị hãy đăng ký, nhấn chuông để em có thể nhiều subscribe nhá. Em cảm ơn các anh chị rất nhiều. Bye bye.